chờ các bạn nè. Tiếp tục này đảo đảo lên coi mấy con máy ở trên kho nè. Này không gầy về con số máy khá mới nha. Con này được lắp cho người ta cũng khá nhiều. Này cao 4m nha. Con này khá bền nha các bạn. Con này nhớt nhau rồi xài kỹ là nó bền. Tua cũng 3200 đến 3400 nha. Rất là lẹ. Cao 4m, cao 4m. Này nồng nó 70 mấy ly không biết. 72, 76 ly gì đó. Con này mới nha, cái bô của nó chưa có cháy luôn các bạn. Chạy khá ít nha. Mua máy chọn gì đó. Con này tầm 24 triệu đổ lại nha các bạn. Tùy theo máy mới máy cũ. Này cao 4 nè, nó giống như cao 4F nha. Nhưng mà con này như cái nòng nó hơi nhỏ hơn thằng cao 4F. Này 76 ly hay gì. 4 máy 76 ly. Này, chắc 78 ly. Isuki này cái chân cũng bền nữa các bạn. Rất là bền. Bền lực. Chạy cũng khá là lực nhưng mà nó chặn tua hơn mấy thằng Mitsu này nha. Nó không bằng Mitsu. Giá rẻ. Giá con ba lốc này cũng tầm 18 tới 16 tới 18 triệu rồi. Chắc cũng cỡ 16 18 triệu gì đó. Ba lốc. Cũng cỡ 78 ly á. Nó kêu là ơ gì quá các bạn. Ơ 3. Ơ 3A. Dòng ma nè, dòng ma lốc xám. Con này là 3T84 ly nha. Con này tua 3600 nha các bạn. Con này khá là lẹ, công suất cũng khá lớn nha. Nó tầm 40 mã lực á. Đấy quá này, nó mờ quá. 3600 dòng trên phút, rất là lẹ nha. Con này lẹ ghê lắm. Mà vỏ nhỏ nhỏ đặt chạy cũng khá êm. Nhưng mà dễ chán lắm các bạn. Nó vỏ nhỏ thôi. Cái vỏ nhỏ thì mình đi nó lắc. Lắc mình đổi qua vỏ bự thì công suất nó không đủ, nó gây chán. Thường hay mua về bán lại là cái gì. Cái vỏ nhỏ thì mình đi nó lao cao. Chạy vài bữa cái chán đổi qua vỏ bự thì chạy nó không có giọt nữa. Con này là Mazda 30. Mazda Nhật nó còn cái tâm luôn nha. Cái tâm đứt nha. Đó trời, cái tâm nó làm bự. Cái tâm này tâm nhôm quá. Máy này nó chạy cũng khá nhiều nha. Gỗ banh nha. Còn máy coi chi tiết nha các bạn, nhìn biết cái máy nào nó chạy nhiều chạy ít. Này là bét to, có sông bét. Còn này giờ cũng 20 triệu. Mazda nó có mấy cái dòng của thằng Kia là nó nhái các bạn, 25-30 rồi cũng Kia cũng có luôn, có đầy đủ luôn. Con này lạ lạ, Isuzu Nhật. Cái này chắc để chạy này, cơ giới nó xuống, xe xuống. Máy này khá lạ, thiết kế nó lạ các bạn. Mặt trước nó có cái bầu nhìn rất là ngộ. Con này còn khá mới nha các bạn. Cái tem bằng giấy mà nó còn luôn nè.
bát luôn. Bát này là cái bát kim hay gì nè, bát chung hay bát kim. Dòng này ít thấy nha. Cua ta lóc xám sơn lại toàn bộ, không phải cua ta hay là thằng dân ma nữa, biết giống dân ma. Máy này nó không có để gì chứ, để cua ta mà để dân ma gì. Có mấy anh vô lựa máy, vô mua máy này. Con C240 nữa mà. Cũng quỷ lắm nha, con này nó chạy cái tiếng này của nó ghê lắm, rất là quy lực nha. Nồng nhỏ 70 mấy ly, 76 ly, 86 76, quên 86 ly. Con này nó có hộp số sẵn, con này cái đầu không giờ cũng ham ngoài chịu. Máy Nhật các bạn, Isuzu Nhật á, C240. Này số dầu luôn nè, số dầu, nhưng mà cái hộp số này nó không đẹp không nha. Này nó xài nói chung cũng nhiều nè, xài khá nhiều, nó sơn lại nguyên bộ luôn. Tiếp đến là cái con máy nhập nha, 4BD1, nhưng mà cái nắp đen, nắp sơn đen. Sơn tà le không ma, nó sơn yên của anh về gì đó, là người ta xài người ta sơn lại, sơn sơn tầm lum. Đa số mấy ngày đề 12 nha các bạn, ít con nào đề 24. 24 là phải đề hai cái bình nha, hai cái bình 100W, hai cái bình 70 đề mới được. Đề 24, đề 24 thì có 4 BD1 á, 4 BD1 hoặc là 4 BB1, hoặc là C330 nha. Mấy dòng Isuzu đó là nó đề hai bình. Con này lớn quá, chừng đề 24 luôn nè, đề 12. Coi cẩu máy ra để đề thử các bạn. Bên này anh mua cái máy gì không biết. Rồi cái con Cumin nha, gà coi đề cái con Cumin, Cumin 6 8 ly nha, 8 ly Trung Quốc, sơn cái màu quân đội. Còn này giờ cũng cỡ 18-20 nha, không được vô. Máy Trung Quốc thì hên xui lắm, xài có con bền nó 5 năm, con nào bền bền lắm, con nào không bền. Máy rất là lớn các bạn, cung pin 350 mã lực, đẩu ra kéo ra để đẩu thử. Chim nó đâu.
Em bỏ luôn đi.